Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn là cách phát một cái video từ YouTube hoặc là kênh nghe nhạc lên cái TV giống như thế này. Thì cái TV của mình hiện tại là đang dùng con Sony. Thì cách chiếu một cái video từ YouTube lên và chúng ta có thể hát karaoke ở trên cái máy TV của mình thì có một cái ứng dụng rất là hay, đó là ứng dụng Tubio. Thì cách cài đặt như nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Rồi, ok, điều đầu tiên chúng ta vào cái CS Play này. Ở trên thanh tìm kiếm này, chúng ta gõ chữ Tubio nhé. Tubio này. Phát web video cho TV này. Đây nó có biểu tượng như này các bạn này, ok chưa, nó có 5 triệu lượt tải xuống rồi, cái này rất là dễ dùng. Đây cài đặt này, cái đường dẫn thì mình để ở dưới video, các bạn có thể kích vào đấy để tải về nhé, bởi vì ở trên trên cái kho này rất là nhiều ứng dụng, nhưng mình thấy cái ứng dụng Tubio này là rất là dễ dùng mà lại truyền dữ liệu nó nhanh. Chúng ta chờ một chút nhá. Rồi, ok, nó cài rồi rồi đây các bạn. Rồi, chúng ta mở ra nhá. Một là mở ở đây, hai là ở phía ngoài màn hình các bạn. Trên trên màn hình nhà, khi nào chúng ta cài đặt xong thì có cái biểu tượng Tubio này, đây một các bạn, đây, cái biểu tượng đây, đây nó có các kênh như là YouTube, Vimeo này hoặc là Music, thì có một số kênh Facebook và cái mạng xã hội thì có 3 kênh đây. Thì mình muốn muốn phát lên ở cái TV ấy. Đây, chúng ta có thể bật một trong những cái này, ví dụ như mình bật cái YouTube lên. Đây cái kênh YouTube thì ở phía dưới các bạn này, phía dưới này này, đây có biểu tượng, đây có biểu tượng hai cái màn hình thông nhau ấy, chúng ta kích vào đấy. Đây ở trên này là cái hiện, nó hiện cái TV của mình này, KDL32W600D nhá. Còn cái dưới là cái máy của mình này, máy Oppo này. Đấy, chúng ta kích vào đây. Kích vào đấy là nó mặc định nó kết nối nhá. Đây, chúng ta vào đây. Các bạn chú ý vào, kích vào đây nhá. Đây, mình đã chọn rồi. Ví dụ như mình muốn mở một cái kênh của mình chẳng hạn. Cái video kênh của mình nhá. Đây, mình hướng dẫn cài đặt cái này chẳng hạn, mình test thử rồi. Tubio nhá. Đây, bật Tubio rồi các bạn. Đây, các bạn. Đấy, ở trên cái màn hình điện thoại của mình đã được rồi đấy. Đây, mình thử ở trên chiếu trên màn hình này. Bằng cái Tubio nhá, chiếu từ video từ YouTube lên cái TV. Đấy, thấy chưa các bạn? Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn thấy hay thì like và subscribe kênh của mình để nhận được những video mới nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.